Tại sao không gặp 3x, 4x thôi nhở? Gặp cái 5x này tôi đỡ sao? Gặp 5x này tôi đỡ sao đây? Rồi, rồi, full dam đi. Như nào nhở? Bay qua bên kia có được không ta? Như này đi. Đúng mép bên kia luôn. Chưa đến mép, không có máu để hồi các bạn ạ. Thôi, đừng cà khịa làm gì Lương ạ. Nghiệp nó lại quật ra đấy. Mấy ông gặp tôi trận trước toàn bắt nạt tôi đúng không? Mấy ông gặp tôi trận trước toàn bắt nạt hết đúng không? Toàn bắt nạt tôi hết đúng không? Như nào nhỉ? Hình như là mình bắn chay một turn này nữa là vẫn được thêm turn nữa đấy. Bật cái kỹ năng pet này. Đấy, bảo mà. Ngọc gì đó chạy đi. Ngọc gì đấy chạy đi. Chết. Hay quá. Tuyệt vời luôn. Tính tơn là tốt đến từ vị trí của Mạnh Lê. Hay người ta hay gọi là Mạnh Mẫu Mực đấy. Hello xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến một arc level 37 Ozawa. Ở server 515. Tên server là gì thì mình không nhớ. Giờ 500 mấy chục server nên là nhìn nó hoa mắt lắm. Hiện tại là arc này đang hạng 34 ở server này. Và các bạn nhìn bộ nhẫn thì khá là ngon. Tuy nhiên là tại sao một cái arc level như thế này lại có bộ nhẫn như thế? Chúng ta để ấn vào đây và xem. XP nó là 0-0 thôi và nó còn 6 ngày và không thể dạng được các bạn nhé. Cái vòng này là mua ở trong cái tính năng kẻ trộm. Hôm trước thì mình có kể rồi. Và các bạn chơi game nhiều chắc là cũng sẽ biết là cái tính năng đấy mới gần đây có. Hay là nó mở ra trong một ngày đến hôm đấy thì phải. Ô thầy này cứ hết thì lại mua à? Cứ hết thì lại mua này thì chết nhỉ? Hay là nó mở trong ra trong bao nhiêu ngày ấy, thì mình cũng không rõ lắm. Vì là bây giờ mình cũng không cày game ấy các bạn. Ai gửi arc cho mình thì mình livestream thôi. Một tuần mình sẽ livestream khoảng độ 2-3 buổi gì đó về gắn đi. Đấy, hai cái nhẫn này thì đều là 10 ngày và không dạng được nhá. Hiện tại thì còn 6 ngày thôi và cả một cái bạch kim 7 nữa. Nếu mà bây giờ mà nó lại cho mua cả nhẫn kim cương 7 thì nó quá là ngang arc bà hết các bạn nhở. Cho bạch kim 7 là mình nghĩ là cũng hợp lý rồi. Cũng tăng được lực chiến trong 10 ngày. Hết thì không biết là có mua được nữa không, bởi vì mình không biết tính năng đấy nó diễn ra đến bao giờ. Diễn ra đến bao giờ. Hiện tại là áo nón rồi vũ khí đều dát vàng cả và một cái super tủ thuốc đấy. Khá là lâu chưa cầm vũ khí super tủ thuốc. Hôm nay cầm vũ khí này chơi luôn xem như thế nào. Anh em nào đang xem nhớ để lại một like và thả tim nhá. Chòm sao thì chưa có vì là cấp 50 mới dùng được này. Các bạn nhớ cái cấp này nhá, cấp 50 mới dùng được chòm sao nhá. Thỉnh thoảng có những cái buổi offline Gunny ấy. Do nhà phát hành nó mở ra ấy thì sẽ có những cái câu đố ấy. Các bạn cố gắng trả lời những câu đố ấy, các bạn sẽ có phần quà đấy, mình cho các bạn xem. Đây là một ví dụ. Cái này thì là chỉ là một cái treo tường thôi, không biết là các bạn có nhìn thấy rõ không. À không phải treo tường mà nó chỉ là để bàn thôi, nó có một cái đế như thế này. Để lên thôi. Cái này là mình lấy được từ chắc là cũng phải được gần một năm rồi ấy. Nói chung là cũng hôm đấy là mình lên hát thì phải. Các bạn không biết là mình cũng là một người hát khá là hay. Đây. Nó sẽ để trên bàn như thế này. Không biết là các bạn không nhìn được mình để trên bàn rồi. Đại loại là nó hình một con Gunny như thế này. Đấy. Ok. Hiện tại là Ác đang dùng con pet rồng và mình sẽ đột phá lên luôn các bạn nhé. Chắc là lên được một vài cấp. Hiện tại đang level 31 rồi. Nhưng mà không đủ vàng. Thôi. Không đủ vàng thôi, chúng ta sẽ ok với cái level 31 này. Hát buổi khác nhá, hôm nay đang viêm họng. Hôm nay đang viêm họng, ngạt mũi từ sáng rồi. Thời tiết nó cứ nóng xong rồi lạnh, xong rồi nóng xong rồi lạnh. Thế nên là cơ thể nó không có chịu được. Ngọc thì chúng ta có là hạt nhân phong ấn bạo kích, liên kích miễn kháng tấn công. Rồi, một cái ác khá là cẩn thận khi mà level 37 thôi cũng phải đeo một cái miễn kháng ở đây. Lẽ ra thì đối với những ác mà không quan trọng quá việc là bị đào hay không. À không, tầm này nó sẽ bị đào nhiều này, nên là đeo miễn kháng hợp lý. Máu mình nghĩ là trâu thôi. Tầm lực chiến như này mà. Với level như thế 16.000 này, cộng với pet là 4.000. Ơ chỉ có 20.000 máu đây các bạn ạ, không phải nhiều lắm. Nhưng mà đi từ gà này thì mình nghĩ là ổn. Đi từ level 21 thì chắc là ổn. Dấu nghề gì, hôm nay đau họng mà. Hôm nay đau họng với cả ngạt mũi mà, nên không hát được đâu. Không hát nhá. Hôm nào offline Hà Nội nhớ đi nhá, không chắc chắn là buổi offline nào mình cũng sẽ hát một bài. Vật tổ chúng ta có 15, 13, 15 này. Thần khí nhá, bậc 3 cấp 9. Nói chung là mọi thứ nó đều gọi là tầm tầm thôi, không phải là quá cao vì là
ép cấp nạp tiền thì ok có, nhưng mà chúng ta để ý là chỉ VIP 7 với lại là CM 515 thì cũng khá là mới thôi, không phải là quá lâu. Nếu mà lâu rồi thì chúng ta không nói làm gì, nhưng mà đây là CM cũng mới thôi, đúng không? Hiện tại là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 với đá 11, còn lại là đá 10 các bạn ạ. Thôi nhìn bộ đá khảm này là cũng nhìn cũng sướng mắt rồi, đúng không? Thành ngôi sao để cấp 55 mở nha các bạn, cũng nhớ cái này nhá. Thôi có lẽ sẽ đi trong giải sơ cấp thôi, hôm nay đi chắc là sẽ nhanh. Tầm gà này thì đi cũng không có gì gọi là lâu cả. Mạnh đẹp trai hát hay nhà giàu, mỗi tội là cái tính bốc phét là vẫn chưa bao giờ bỏ được. Ác này yếu à, yếu đi vào solo ngay, yếu đi vào solo luôn. Chào Chí nhá. Chính xác, hôm nay mình cho các bạn xem cái chỉ số. Có bạn comment là ác này đau người ta không chết thì mình chết, vì là ác này máu cũng không phải là quá trâu này, giáp thì yếu hơn sát thương, thế nên là vào trận khả năng là cứ 1-2 đam chắc là xong. Thế chúng ta sẽ mong chờ đến đấu trường cuốn đùi. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải sơ cấp nha các bạn nhá. Thực sự là rất là mấy hôm nay rồi, thực sự là rất là khó chịu luôn. Và đặc biệt là sáng hôm nay dậy thì gọi là không thở được. Thôi đi nào. Từ gà 21 thì đi cũng đơn giản. Cơ bản là đến gà 18 thì gặp 6x nữa đúng không? Đến gà 17, 18 là sẽ gặp 6x, 5x rất là nhiều. Rồi lâu lắm mới cầm cái vũ khí. Ơi trời ơi, thắng luôn thế này, không được bắn các bạn ơi. Không được bắn rồi. Chờ đợi phong ba nha. Chào Linh Lan nha. Level 18 luôn. Một đám. Ôi tầm này người ta toàn ao thế các bạn ạ. Chào bé Moon nhá. Không, đêm trước khi đi ngủ nó không thở được. Mà không biết là trong lúc ngủ thì mình thở kiểu gì nhá. Cái kiểu mà trời nó cứ lạnh lạnh như này là sẽ bị ngạt mũi này. Mình không biết là lúc ngủ mình thở kiểu gì. Không biết là mình có thở mồm không. Không có góc cao bắn rồi. Không góc cao bắn rồi các bạn ạ. Nhân chắc là trúng thôi. Ý live ở 56 à? Ôi dồi ôi, dã man thật. Gặp hai trận mà người ta không phải là khỏe lắm thì gặp hai trận mà người ta không phải khỏe lắm thì người ta ao hết. Trận này gặp 56 thì ui không chết các bạn ơi. Chưa chết các bạn ơi. Bỏ hẳn ở đây đi. Quên mang băng. Quên mang băng các bạn ạ. Tôi bỏ ở đây để cho ông kia không bắn được. Mình nghĩ là ông 56 ấy không biết căn góc đâu. Vừa vào phát đã bật cái bia vô bom rồi. Mình nghĩ là không biết căn góc. Chào Hậu nhá. Chào Lương Thế nhá. Mình đang quay lại cái buổi livestream để có thể đăng YouTube rồi. Các bạn yên tâm là ngày mai sẽ có clip nhá. Những bạn nào mà chưa xem kịp từ đầu ấy, có thể là để ý ngày mai sẽ có clip trên YouTube. Ui, ui, ui. Phí tôi liên kích quá nhở. Cay nhở. Đã đến Tết đâu mà đã đòi lì xì rồi. Đợi đến Tết đã chứ. Đúng không? Chào Nhật nhá, hôm nay được xem trực tiếp rồi. Mọi ngày là toàn xem lại clip trên YouTube thôi đúng không? Hôm nay được xem trực tiếp luôn à. Thực ra là cái bạn 56 này cũng không phải là khỏe lắm. Này, 7.000 máu chưa? Tơ này ông đấy. Rồi. Trong có chết không? Cũng càng phết đấy chứ. Ôi, gần chết ông kia rồi, cay thế nhở. Nếu mình mang băng đi thì mọi chuyện đã khác rồi. Đó, tí đi mình mang băng đi nhá. Cảm giác nó cứ
lúc vào trận đã nghĩ trong đầu là hình như có gì đấy thiếu thiếu rồi. Cái tên đấy mà băng xong băng tiếp rồi bay trốn đi là khả năng ăn được đấy. Ông level 56 đấy máu cũng không trâu lắm. Rồi gặp 21 rồi, 28 rồi. Level 10 lực chiến 19k mà sao đám ít máu vậy anh? Giáp em chưa đủ 10.000, anh nghĩ là thế. À, giáp chưa đủ 1.000, cho lương nhá. Cho nắng nhá. Đấy, cứ gặp những người mà cảm giác mình có thể ăn được thì ông người ta ao bố ra. Xong rồi để những trận mà nó căng như kiểu gặp ông 56 ấy thì lại người ta đam lấy được. Bắt nạt thế chứ lại. Ông 36 kia cũng không phải là dạng vừa nhá. Băng tạm tơn đi. Liên kích. Ôi giời, băng làm gì? Băng làm gì cơ chứ? Chào Hùng nhá. Thực ra thì nếu các bạn cầy ác thì cảm giác nó hơi mệt thật đấy. Nhưng ví dụ mà có một cái ác mà người ta cầy cho mình chỉ việc vào chơi thôi. Nhưng mà một ngày mình chỉ cần vào mình đi mỗi giờ siêu cấp thôi thì lại rất là sướng. Thực sự sướng đấy các bạn. Phi tiêu mà còn đam tơn sau mình thì khả năng là trận này mình khỏe đấy. Trận này mình khỏe hơn đấy. Tấn công bạo kích. Không kịp nhìn thật bao nhiêu máu luôn. Chào Phạm Linh nhá. Giáp em 1062, đam 3 lần 50%, có 2k2 máu. Thế là nhiều rồi. Thế là nhiều rồi đấy. Nói chung cứ đến 1000 máu là nhiều rồi đấy. Bây giờ các bạn tưởng tượng là một arc 20.000 máu đi. Đam 3 lần 50% có 2k2 máu thì nhân 3 lên là 6.600 rồi. Đam 3 tơn là người ta chết còn gì nữa. Bây giờ các bạn xem những arc top đam cũng chỉ tầm 1.900 2.000 máu một tia. Nếu mà không crit, crit lên thì rất là đam rất là to. Giờ đẹp trai thế. Thể lần này về nhà ấy. Chả hiểu sao mình để cái tóc này cho nó trẻ đi ấy. Cho nó trẻ ra ấy. Thì về nhà mẹ rồi dì rồi mọi người trong gia đình là ai cũng bảo là để kiểu tóc này nhìn đĩ thế. Nó thực sự là đợt này mình đang gọi là khá là ưng cái kiểu tóc này, nhìn nó cũng trẻ hơn so với việc là ngày xưa mình cứ vuốt hết lên. Cảm giác trẻ hơn tí. À hello Đức. Ủa, khổ quá. Tại sao không gặp 3x, 4x thôi nhở? Gặp cái 5x này tôi đỡ sao? Gặp 5x này tôi đỡ sao đây? Rồi, full dam đi. Ok trâu đấy, không phải đùa đâu. Pháo tơn trước thì... Pháo mà tơn trước thì khó nhằn. Pháo mà tơn trước thế này thì khó nhằn rồi. Như nào nhỉ? Bay qua bên kia có được không ta? Này đi. Đây, tầm 80, 81 rồi đấy. Đúng mép bên kia luôn. Chưa đến mép. Không có máu để hồi các bạn ạ. Nó khổ tôi không. Giờ ông kia ông bật vô bom. Cái bia vô bom lên thì thôi. Hẹo luôn. Đỡ sao được. Ôi mít rồi. Quay qua bên kia đọc comment phát là mất luôn. Thảo đi Hàn về chỉ mạnh tiếng Hàn. Thảo mạnh chỉ biết cười. Thôi đừng cà khịa làm gì Lương ạ. Nghiệp nó lại quật rồi đấy. Mấy ông gặp tôi trận trước toàn bắt nạt tôi đúng không? Mấy ông gặp tôi trận trước toàn bắt nạt hết đúng không? Toàn bắt nạt tôi hết đúng không?
như nào nhỉ? Hình như là mình bắn chay một turn này nữa là vẫn được thêm turn nữa đấy. Bật cái kỹ năng pet này. Đấy, bảo mà. Ngọc gì đó chạy đi. Ngọc gì đấy chạy đi. Chết 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 chết. Hay quá. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Tính tơn là tốt đến từ vị trí của Mạnh Lê. Hay người ta hay gọi là Mạnh Mỗ Mực đấy. À lại có thiên sứ à. Nhưng mà tôi đeo cái bia vua bom mà rồi. Thiên sứ ở với tầm máu như này mà đeo thiên sứ vào thì hồi máu cũng cũng ok đấy nhỉ. Tăng đến 2.900 máu một tia cơ mà. À một một tơn bắn một tơn hồi cơ mà. Đeo này có hợp lý hơn đấy. À, cũng không hợp lý hơn đâu. Một tơn power người ta cũng 6.000 máu mà. Một tơn power người ta cũng 6.000 máu mà. Nên là hồi lại phát thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi. Kinh nghiệm bắn siêu cao của mình chưa chín khoảng 10 khoảng bắn nó mất full lực. Chia màn hình nó thành 10 khoảng nhá, không thấy trên minimap nó chia 10 khoảng đây à. 9 khoảng là sai nhá. Không ai bắn được 9 khoảng cả. Full đảm luôn. Rồi, sau một trận mình vừa win xong thì game lại đối xử với mình như thế này đây. Có ra cái gì đâu mà. Điểm trung bình ra hết hồn. Thi xong tính điểm trung bình ra hết hồn á. Bao nhiêu? Đừng bảo là 6.4, 7.9 nhá. Toàn những con số là người ta phải đau đầu đấy. Em admin lực chiến 37. Level 37 hả? À. Ô, tôi vừa bắn mid turn vừa rồi các bạn ơi. Tôi không hiểu sao tôi lại có thể bắn mid cái turn vừa rồi được. Thật sự luôn. Mai thi vẫn phải khỏe con xem này. Cảm ơn Lâm nhá. Mai thi tốt nhá. Chúc Lâm mai thi tốt nhá. Mai sẽ livestream chứ? Mai vẫn livestream bình thường. Từ hôm nay đến từ giờ đến hết tháng là mình sẽ livestream đều không nghỉ ngày nào nữa các bạn nhá. Bạn yên tâm nhá. Ôi thôi chết tôi rồi. Ông 66 kia cũng không phải khỏe lắm mà mình bắn mít nhiều quá. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Thêm hình như thêm tơn nữa đấy. Tơn vừa rồi mình bao là mình bị mất tơn. À không à. Bắn chuẩn chuẩn tơn này tí. Đấy. Ôi. Xong tôi rồi. Này chết tôi rồi. Chết giờ. Tơn trước bắn trúng mà tơn sau gió lệch đi 0.1 thôi mà cũng bị bắn mít này các bạn ạ. mua thêm mấy lượt nữa đi. Tầm gà này cảm mình cảm giác như là trận thắng trận thua. Nói chung là lực chiến cao cũng có mà lực chiến thấp cũng có nhiều. Lực chiến rất cao cũng có mà lực chiến rất thấp thì cũng có. Đấy mà. Sao chuẩn thế hóa em được 6.4 còn mấy môn khác chưa biết. Tầm này mà đau điều về điểm chỉ có 6.4 cái 7.9 thôi. chưa kịp bắn này, lại ao này. Đấy, những người mà mình cảm giác là yếu hơn là người ta toàn ao thôi. Xin phép xe cách bắn siêu cao của tôi, góc 90 làm chuẩn chia 10 khoảng, gió xuôi 0.5, gió một góc. Gió ngược thì giảm, được giữ nguyên 93. Bắn tầm... Ui, cảm ơn Bảo đã gửi sao nhá. Cảm ơn nhiều nhá. Cảm ơn nhiều nhá. Pet rồng cái tầm level này và lực chiến như thế này pet rồng rất là nhiều. Mình chỉ có thể giải thích như thế thôi. Pet rồng mới là pet được ưa chuộng nhất mà. Các bạn là cái game này nó không có thống kê. Các bạn thấy thế không?
Bạn có cảm thấy là game này nhẽ ra nên có một cái thống kê là bao nhiêu người sử dụng pet gì, bao nhiêu người sử dụng vũ khí gì, đúng không? Ôi, chào anh Thành nhá, hôm nay không có thông báo à? Thế mà hôm nay vẫn có những người view như vậy mà vẫn có những người không nhận thông báo, chứng tỏ là nếu mà tất cả mọi người mà đều nhận được thông báo livestream của mình thì view nó sẽ ổn hơn rất nhiều ấy, đúng không? Anh ơi nghĩ cái gì quan hệ ống tính à? Cái đấy đối với em thì anh không biết sao, nhưng mà đối với anh thì anh không nhá. Chết mấy thằng Mạnh à. Ờ sáng hôm nay dậy phát sụt xịt luôn. Khổ lắm. Hôm nay vẫn cố livestream đấy các bạn. Thế mà hôm nay vẫn cố livestream đấy. Có phải lười đâu. Không hề lười thế nào. Thấp đi, bắn tầm 77 đi. Tầm này chắc là trúng rồi. Tầm này chắc là trúng ạ. Giơ cái mặt ra đây. Lên kích của đấy luôn các bạn ạ, gần chết này. Được quá nhở. Tớ bò đâu tôi cũng giết được ông hết á. Không ấn rồi. Chết rồi. Đúng là vừa nãy có một bạn comment là ác này đam người ta không chết, người ta đam và phát là có khi chết luôn. Thật, cái đấy là thật. Nếu anh người ta đi chơi còn niềm vui của tớ là được ăn thịt lợn. Tết này xem có được ăn thịt lợn không nhá. Giờ thịt lợn đã đang 16, 17 rồi, Tết thì chắc phải 20. Nhưng mà tại sao người ta bàn vấn đề thịt lợn nhiều ấy nhở? Dù sao thì mình cảm thấy là thịt lợn nó vẫn chưa đắt bằng thịt bò mà. Rõ ràng nó vẫn chưa đắt bằng thịt bò mà. Ok, cả vũ khí gì chưa kịp nhìn. 142 luôn. Không chết đâu. Ui, đấy mới bảo rồi mà. Không chết đâu. Ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đèn đấy. Tôi thì có thể nói mọi người hai từ là đen thế. Không thể nói gì khác được hơn nữa. Thật sự luôn. Quá đen luôn. Ốm à? Bị ốm. Đấy, người ta cứ tơn trước này thì mình chịu thôi, làm sao. Tí nữa có bắn anh ơi. Hôm nay nghỉ sớm nhá, ngày mai em ngày mai còn dậy làm việc. Thịt bò làm sao bắn được thịt người ấy. Nếu các bạn không biết là thịt giờ thịt người nó tính theo giờ chứ nó không tính theo cân các bạn ạ. Thật ra hôm nay mình hơi bị đen đấy. Ok, đào gần chết rồi xong lại còn thêm cái thần báo nữa thì mình đỡ sao được, đúng không? Anh em nào đang xem nhớ để lại một like và thả tim.